Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của Hải. Nội dung trong video này mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về cái dự án IC Network nha các bạn. Thì nó đã có một cái thông báo mới các bạn vào các bạn bấm vào cái phần thông báo này nè và các bạn bấm vào cái bài viết mới nhất của nó nó để mà à, các bạn có thể đọc những cái thông báo cụ thể nha các bạn. Thì à, nó đã có những cái thông những cái thay đổi nha các bạn, những thay đổi khá là lớn đó các bạn thì đầu tiên á đó, đó là tại sao nó lại thay đổi các bạn đó là nó phân tích hành vi người dùng nè tức là cái dự án này á nó cái mục tiêu của nó là về lâu dài nha nhưng mà người dùng á sau khi mà nó trả cái đồng ic về á thì người dùng chỉ thấy những cái lợi ích ngắn hạn này các bạn nè cho nên người dùng thay vì mà đó là lưu trữ thì họ lại đem lên những cái sàn giao dịch họ xả hết nha các bạn cho nên giá của cái thằng ic nó cực kỳ thấp luôn cho nên hiện tại đội ngũ đã có những cái thay đổi cụ thể nha các bạn đó là họ sẽ cho đó là à, trả lời những cái câu hỏi nha trả lời những cái câu hỏi kiểm tra nè à, thì à, thứ nhất là thúc đẩy cam kết nha các bạn ấy rồi tiếp theo đó là thể hiện cái sự tin tưởng nè thì à, nhóm đã à, đầu tư 5 triệu đô tiền riêng nha đây là 5 triệu đô tiền của đội ngũ luôn à, vào cái tăng trưởng và phát triển của dự án với thêm 5 triệu đô vào ra mắt MyNet nha các bạn Tức là 5 triệu đô đầu tư vào dự án và 5 triệu đô sau khi ra mắt MyNet nè Là tiền của, đó là từ nhóm cốt lõi luôn nha các bạn Rồi ngồi ra cái địa chỉ, đó là địa chỉ ví tổng nè các bạn nè Đang nắm giữ 357 triệu cái đồng ic nữa nha các bạn Cho nên đặt niềm tin, họ đặt niềm tin lâu dài vào dự án luôn Rồi tiếp theo đó là tính bền vững và cái mà chất lượng của dự án nha À, đó là quyết định thực hiện bài kiểm tra nè Tức là chúng ta trả lời à, những cái câu hỏi đó các bạn Để mà vượt qua KIC bước 3 nha Lát nữa mình sẽ nói sau nha Đây nè à, Bằng cách giảm cái nguồn cung và tập trung vào à, người dùng tham gia được thông báo Chúng tôi mong muốn tạo ra một nền tảng vững chắc hơn cho sự phát triển nha các bạn Đây là cơ chế đốt vui nè Tức là trả lời những câu hỏi đó các bạn Thì người dùng có 3 cơ hội để mà vượt qua cái bài kiểm tra nha à, Trong vòng à, 2 tuần nè các bạn nè nếu mà bạn không làm gì hoặc là các bạn không trả lời những câu hỏi á thì trong vòng 2 tuần nè thì tài khoản của bạn sẽ bị chuyển sang cơ chế classin vĩnh viễn luôn các bạn. Cơ chế classin vĩnh viễn luôn, tức là nó trừ IC của các bạn vĩnh viễn luôn. Tức là trong vòng 2 tuần bạn có 3 cơ hội để mà trả lời những câu hỏi và nếu mà các bạn trả lời sai những câu hỏi hoặc là các bạn không vượt qua được hoặc là các bạn À, không vượt qua được những câu hỏi cũng như là các bạn à, không trả lời câu hỏi nào thì nó sẽ bị trừ tài khoản các bạn vĩnh viễn luôn nha. Nào, à, làm cho tài khoản các bạn không thể nào à, khôi phục được luôn. Và những người mà vượt qua bài kiểm tra muốn nhận cái đồng AC bắt đầu từ tháng 3 thì sẽ trừ 30% cái phí nha các bạn, cái phí là cái đồng AC luôn. À, ví dụ các bạn có 100 đồng nó trả về ví uh, MetaMask đi. Nếu mà các bạn liên kết ví MetaMask á thì nó sẽ trừ tới 30%, tức là chúng ta chỉ nhận được 70 đồng thôi nha các bạn. Và cái khoản phí mà trừ này sẽ được phân bổ để mà phát triển nha các bạn. Đây nè, phát triển đó là người xác nhận nè, nút và sáng tạo nha các bạn. Rồi tiếp theo đối với những người mà không muốn bị trừ thì các bạn có thể mà số cái ví đi. Các bạn vào cái địa chỉ ví mà các bạn liên kết đó các bạn số cái liên kết địa chỉ với MetaMask đi để mà các bạn không nhận nha. À, khi bước vào mạng chính á, là chúng ta nhận luôn là chúng ta sẽ không bị trừ 30%. Còn bạn nào mà muốn nhận á, nhận ở thời điểm hiện tại luôn thì các bạn phải chấp nhận là bị trừ 30% nha. À, cái đội ngũ làm vậy á, để mà giảm cái lượng tổng cung đang tồn tại trên thị trường nha các bạn. Từ đó tạo nên sự khan hiếm mà cái gì càng khan hiếm thì giá trị của nó sẽ càng tăng nha. Rồi tiếp theo đó là tác động dự kiến vào các bước tiếp theo nè. À, sau khi thực hiện bài kiểm tra thì cái nguồn cung của nó dự kiến sẽ giảm từ 10 đến 15% nguồn công hiện tại nè Rồi trong tương lai chỉ những người dùng đã vượt qua được bài kiểm tra mới được nhận hy hiệu đó là cái tích xanh đó các bạn Thì hiện tại cái tích xanh của chúng ta đã bị mất rồi nha Nhưng mà chúng ta vượt qua ca sơ bước 3 thì chúng ta sẽ có lại cái tích xanh nha các bạn Cho nên nhiều bạn thắc mắc là cái tích xanh nó bị mất ở đâu nha Thì các bạn vượt qua bài kiểm tra là các bạn sẽ có nha rồi tiếp theo đó là số dư có sẵn để phân phối bây giờ sẽ chỉ bao gồm tiền thưởng từ những người à, giới thiệu đã hoàn thành bài kiểm tra. Xin lưu ý rằng à, thay đổi này có thể làm giảm số dư của bạn. ấy. tức là hiện tại những cái đồng coi mà chúng ta khai thác được á, là nó sẽ không mở khó nha. Nó thay đổi rồi các bạn. À, mà chúng ta chỉ mở khó những cái đồng coi mà chúng ta mời bạn bè thôi. Mời bạn bè á, mà bạn bè của chúng ta vượt qua được KIC chúng ta mới mở khó được cái phần thưởng. Phần thưởng là cái này là tiền thưởng từ người giới thiệu nha các bạn trước cái đồng coi của chúng ta là vẫn chưa mở khó nha các bạn. Xin lưu ý rằng thay đổi này có thể làm giảm số dư thì có thể số dư của các bạn sẽ bị trừ nha. Rồi tiếp theo đó là quá trình phân phối sẽ tiếp tục trong những ngày tới dành riêng cho những người đã hoàn thành thành công bài kiểm tra nha và đủ điều kiện nè. Tức là các bạn phải vượt qua được bài kiểm tra trả lời câu hỏi ấy, thì các bạn muốn nhận IC thì các bạn mới nhận được nha. Còn các bạn không vượt qua là, là nó không trả nha. Rồi để tăng tính bền vững của dự án chúng tôi có kế hoạch thực hiện giảm đó là tốc độ khai thác một nửa hàng tháng luôn cái đẹp bắt đầu từ tháng 3 nha thì trong lần trước nó thông báo là 3 tháng nó sẽ giảm một lần nhưng mà hiện tại là nó giảm bắt đầu là tháng nào nó cũng giảm luôn bắt đầu là từ tháng 3 nha các bạn rồi cái này là quan trọng là các bạn là đó là cảnh báo chống lại việc chia sẻ câu đố nè à, chúng tôi muốn nhắc lại tầm quan trọng của việc duy trì tính toàn vẹn của câu đố nè à, bất kỳ người nào bị phát hiện chia sẻ câu hỏi đố vui hoặc là chụp ảnh màn hình để mà chia sẻ sẽ phải đối mặt với những cái lệnh cấm ngay lập tức nha các bạn đấy. À, tức là chúng ta khi mà trả lời những câu hỏi, các bạn không nên chụp ảnh quay màn hình để mà chia sẻ lên Facebook, chia sẻ lên à, YouTube, chia sẻ lên Twitter hay như thế nào đó à, là các bạn không nên Các bạn chỉ làm những câu hỏi của mình rồi thôi. Các bạn không nên chia sẻ nha. Có thể tài khoản của các bạn sẽ bị khó vĩnh viễn đó các bạn. Cho nên các bạn cái này là cái lưu ý nha. Nó cảnh báo này các bạn nè ấy rồi hiện tại là chỉ những thay đổi như vậy thôi mình sẽ quay lại cái app mình nói cho nó rõ hơn nha các bạn thì ở giao diện trang chủ đăng nhập như thế này nè các bạn nè thì hiện tại cái mà các bạn liên kết nè liên kết địa chỉ với đó là này sẽ mắc là thì hiện tại các bạn có thể liên kết địa chỉ với metamask hoặc là ví chết wallet nha hiện tại nó đổi rồi các bạn không nên liên kết với ví sàn ok nha các bạn đấy hiện tại các bạn có thể liên kết với metamask còn khi mà các bạn liên kết nè thì bắt đầu từ tháng ba nó sẽ trả à, coi về ví các bạn nếu mà các bạn vượt qua được à, KIC bước 3 đó là trả lời những cái câu hỏi nha các bạn nhưng mà bạn nào mà nhận muốn nhận á, thì nó sẽ trừ tới 30 phần trăm nha các bạn lưu ý nha 30 phần trăm cái số IC mà các bạn muốn nhận à, còn bạn nào không muốn nhận thì các bạn à, số cái này đi số liên kết đi ví dụ ở đây các bạn số số có số hết cái này đây đây số hết đây đấy các bạn không liên kết nữa à, thì các bạn số đi chữ ví đây à, thì khi mà các bạn bước vào mạng chính đó các bạn mới nhận tức là ngày 7 tháng 10 năm 2024 á Thì các bạn mới nhận cái đồng IC luôn nhưng mà nó sẽ không trừ đó là 30% nha các bạn Còn bây giờ mà các bạn muốn nhận là các bạn để liên kết địa chỉ ví thì nó sẽ trừ 30% nha Đấy chúng ta hiểu đơn giản là như vậy nha các bạn Và đây là những cái mà tài khoản mà các bạn nhận được á sẽ vượt qua được IC là nó sẽ hiện ra như thế này nha các bạn còn những tài khoản mà nếu mà các bạn trả lời câu hỏi bị sai hay như thế nào đó thì không vượt qua được cái sai bước 3 thì nó sẽ hiện ra như thế này nha. Còn đây là cái mà khi mà các bạn nhận được lời mời cái sai bước 3 nè thì các bạn có thể bấm vào continue để mà trả lời câu hỏi nha. Thì ở đây nó có 21 cái câu hỏi nè các bạn nè. Đấy, các bạn phải trả lời đúng 21 câu hỏi này thì các bạn mới vượt qua được KC bước 3 nha. Rồi, và bạn nào có thắc mắc gì thì cứ việc để lại một bình luận nha. Và bạn nào chưa khai thác thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần bình luận để mà khai thác nha. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.